Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Đấy, ở trong phần võ hồn điện này thì mình đã tích lũy được 165 cái vé chiêu mộ, thì bây giờ mình sẽ chiêu mộ thử cho anh em xem được cái gì không nhá. Nhưng mà anh em ạ, hôm nay chơi game hên vãi cả trưởng luôn, lần đầu tiên mình chiêu mộ ra được một vị tướng 2S. Thì lúc đấy mình không kịp quay video, bây giờ mình để cái hình ở trên này nhá. Lúc đấy mình chơi bằng điện thoại cho nên là chỉ kịp chụp màn hình lại cho anh em xem thôi. À, chiều nay thì mình có đi đá bóng nên cho nên là training cho vợ mình là em ơi, em ở nhà vào phần phó bản này, em vượt cho anh. Đến lúc nào mà nó kẹt ải đúng không? Thì em vào phần hồn sư này. Đấy, em click vào đúng hai con tướng 2S này thôi. Một là em càn quét. Đấy, cứ vào đây em ấn thu thập nhanh. Ui, vợ mình sau quả training đấy chơi được thực sự luôn, nâng cấp luôn cho tiền thế đường tam lên 632k để mình chiến nâng cấp lên 4 sao luôn. White select thực sự, mỗi tội là thiếu phôi bậc S để có thể nâng cấp cho em Chu Trúc Thanh. Thế thì bây giờ mình về là mình sẵn là quay video thôi. Ok. Ý xài, ngon lành luôn. Nhưng mà một số những cái hoạt động thì bà đích làm anh em ạ. Quay luôn xem được cái gì không. Giờ lại ra vị tướng 2S nữa này. Ôi dồi luôn anh em nhá. Wow. Ơ, 100 bao nhiêu nhỉ? 161 cái vé đúng không? À, 65 cái vé. Thế là mình sẽ có thể kiếm được thêm 75 vị tướng bằng 2S nữa rồi đấy. Khả năng cao lấy đới một bạch. À không, khả năng cao là mình phải lấy thêm một vị tướng thủ anh em ạ. Ví dụ như là đây này. Thanh niên này có thủ này anh em. Chứ tầm này là hai vị tướng tấn công rồi. Đi mà không có vị tướng phòng thủ là cũng ngối rồi. Phết đấy. Tiếp tục nào. Vẫn chưa có vị tướng bằng 2S nào. Nhìn chung là lúc nãy mình all in có bao nhiêu nhỉ? 40 vé à? À đâu, 28 vé. Thì mình x10 có 2 phát rồi. Là ra luôn ảo thật ấy. Hay là 100k tỷ lệ nó cho ra nhiều hơn nhỉ? Chứ hôm qua mình test thử cái con nắc VIP 0 để hướng dẫn cho anh em cái chạy ấy. Chỉ quay mấy trăm vé trái ra, 300 lượt trái ra vị tướng 2S này. Ảo thật đấy. Tiếp tục. Có thêm mảnh rồi, tuyệt Calab ơi. Tiếp tục còn 75 vé nữa anh em nhá. Cảm giác một tay khó địch nhiều. Ồ, anh em có chưa mộ ra vị tướng 2S không? Anh em nào mà cũng chưa mộ ra vị tướng 2S để lại comment ở bên dưới cho mình bắt tay xin tính nhân phẩm nhá. Ok là đấy. Wow, sát lục vương. Ngầu phết. Ôi, mình ra được rất là nhiều cái mảnh tướng 2S của cái thanh niên phòng thủ. Cái gì đấy? Trần Tâm à? 35 vé cuối cùng. Hôm nay cái video này mình quay là cuối ngày đầu tiên anh em ạ, chưa bước sang ngày thứ hai đâu. Ngày thứ hai thì nó cứ phải 5 giờ sáng nó mới reset mua thể lực. Mặc dù là những cái nhiệm vụ nó đã reset từ 0 giờ sáng rồi. Chơi nó cứ bị làm sao ấy. Nếu như reset thì reset luôn 0 giờ đi. Không thì chờ 5 giờ reset một thẻ này nó chơi nửa nọ nửa kia. Bực quá anh em ạ. Ờ, ở đây thì lấy em nào nữa nhờ? Có em nào mình chưa lấy được ta? Em này là mình chưa lấy được này. Bây giờ có hai sự lựa chọn. Ờ, thôi mình lấy em này đi. 60 mảnh thôi mà. Đới mộc bạch hay là lấy em này? Thôi, lấy thêm một em phòng thủ đi nhờ. Anh em thấy hợp lý không? Nếu như hợp lý thì để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhé. Ơ, chết rồi. Nãy mình vừa lấy ông nào đây nhỉ? Đây. Rồi, mình chơi in. Còn vị tướng nào ở đây mà chưa sở hữu được không đây? Lấy bừa đi. Không, bây giờ lại phải quay lại cái phần đồ giáp, mất thời gian quá. Nhận luôn. Xin luôn. 200 lần là có 75 cái mảnh 2S rồi. Uầy, thì có khi đủ lực chiến thì vượt ải thêm nữa. Chiêu mộ thêm 50 lượt nữa thôi là mình sẽ có thêm 75 cái mảnh 2S nữa. Lấy luôn thêm một vị tướng phòng thủ ngon lành cánh đào anh em à. Ờ phải cái. Mình chơi trên iPhone thì mình thấy rất là mượt luôn anh em ạ. Nhưng mà mình méo hiểu kiểu gì khi mà chơi ở trên PC nó lại bị lag lag Android này nhỉ. Ồ thật ý. Hay là tại PC của mình nó cùi quá nhỉ? Ôi, lại phải kiếm tiền để nâng cấp quả PC lên thôi anh em ơi. Ok. Đây rồi,
Lão độc vật à? Độc cô bác đúng không? Ây à, kích hoạt được kha khá vị tướng mới. Nhận thêm một chút kim cương. À đúng rồi, lần kim cương mình nhớ nhá. Không biết là anh em có... Nó có một cái phần nâng cấp chỉ số công phòng ngự ấy. Là nó có nâng cấp thường là không dùng cái gì, chỉ dùng nguyên cái đá ấy thôi. Nâng cấp mà nó ngon lành cái đá hơn một chút là dùng vàng. Còn nâng cấp của cao cấp ấy, là nó sẽ dùng thêm kim cương thì cái tỷ lệ của nó sẽ ngon lành hơn. Mình toàn vã kim cương rồi. Ừ. Ảo phết. Không biết sau này kim cương có cần dùng những cái hoạt động gì không, nhưng mà tầm này là mình cứ vã kim cương vào đấy chứ. Nhưng mình thấy là nếu như mà khi mà trùng sinh là nó vẫn hoàn trả lại cái số kim cương mình nâng cấp đấy. Ờ, thế thành ra là cũng được. Chứ không bị mất đi thì lãng phí quá anh em ạ. Rồi, hết rồi. Uầy, thế là tướng bậc A của mình là full rồi nhá. Tiếp theo là bậc S của mình chỉ còn lại 2 em nữa là chưa kích hoạt được thôi. Còn lại là cũng hòm hòm đấy. Rồi, cả đâu là đi kiếm tướng bậc 2S thôi anh em ơi. Giờ mình cũng lên level 32 rồi. Thế thì phải đi nâng cấp lên thôi. À đây này, lúc nãy mình nói đến là cái bồi dưỡng này anh em này đấy. Có dùng kim cương, 5 kim cương này là mình cứ tích 100 như thế này luôn. Trừ 500 kim cương luôn anh em ạ. Nhưng mà chỉ số này nó cộng nhiều lắm. Đổi luôn. Đỡ lãng phí cái đá. Nhưng mà không biết như thế thì có hợp lý không? Mình thấy nó cũng hơi hợp lý tí. Bây giờ thì mình sẽ nâng sao thêm nha. Lên. Tăng được bao nhiêu ca điểm lực chiến? 178k luôn. Rồi level 35 thì mới có thể là nâng sao được tiếp anh em ạ. Tương tự như bên này thì em đường tam của mình ấy cũng đã nâng cấp được rồi. Khá là ngon. Còn đây là cái thành tựu của mình khi mà chiêu mộ ra được 150 mảnh em chú Trúc Thanh. Tướng 2S đấy. Thế là mình sắp đột phá được thêm cái thần kỹ này rồi nha anh em. Công lên tận 50.000, sinh lực lên 750.000, trời ơi. Gần như là gấp đôi anh em ạ. Wow, tấn công lên 14%. Ui, không thể tin nổi. Ảo ma Canada vãi trưởng luôn anh em ạ. Chỉ còn thiếu đâu đó là 64 mảnh nữa thôi. Hê hê, cố lên nào. Cố lên. Ôi. Thế thì khoan nha, thế trong phần võ hồn điện ở đây có mảnh chu Trúc Thanh không ta? Mèo có, nhưng mà có đường tam này, nâng cấp cho đường tam được rồi. Tạm thời thì mình lấy thêm một vị tướng phòng thủ đã, sau đó tính đến việc nâng cấp về sau anh em nhé. Nhiệm vụ 7 ngày tiến cấp nhận luôn này, quà ưu đãi. Quà ưu đãi thì mình mua full rồi. Ok. Giờ là đây, trong phần bản xếp hạng này mình thấy có thể là nhận được nhiều kim cương này anh em. Ok này, bản xếp hạng nha. Đấy, cứ cho anh em làm hết những cái nhiệm vụ đi. Bây giờ là mình nhận nhanh phát là 800 kim cương này. Tiếp tục nào, nhận nhanh luôn. Xin luôn. Ôi cái gì đấy? Cái này như là mình chưa đi, hoạt động này là mình chưa đi. Vừa mới đi đá bóng về hơi muộn. Đảo Hải Thần cũng chưa đi. Đấy, nhiều kim cương lắm. Đảo Hải Thần mà ở trong đấy cũng kiếm được nhiều kim cương luôn á. Đây, mình nhớ là trong phần Đảo Hải Thần này sẽ kiếm được rất là nhiều kim cương này. Tấn công. Rồi. 1, 2. Thêm tí hỗ trợ nữa. Hỗ trợ bây giờ mình có thể ra trận được 2 em team đạt level 30 anh em nhé. Chiến luôn. Thế thôi, chỉ tầm này đi vừa là ok la rồi. Bỏ qua luôn. Xem là vừa được thế này nào nè. Đồng ý luôn. Thuyền của mình bây giờ sẽ lao một mạch nha. Đó. Full luôn. Ấy, 2280 kim cương mà. Ảo phết. Nhiều phết anh em ạ. Thôi tí nữa quay lại nhá. Bây giờ tiếp tục đi vượt phó bản đi. Kiếm thêm một số những cái vé chiêu mộ nữa anh em ạ. Đâu nhỉ? Đây này. 9.16 là thêm 10 vé nữa này. Cố anh em ơi. Đấy, cho anh em xem khả năng vượt ải của bộ đôi này nhá.
khá ngon. 140k khác. Nói chung là cũng sắp ra miếng. Mình thì mình trải nghiệm cày chay rồi nên là mình hiểu nỗi khổ anh em cày chay. Đội hình bậc S. Ôi thôi. Khổ vai trưởng luôn anh em ạ. Mỗi lần chúng ta đi khiêu chiến thất bại thì đều được cộng thêm cái thuộc tính như này. Đấy, nên là kiểu gì anh em cứ tích cực spam mãi là cũng sẽ có thêm thuộc tính để có thể là qua được anh em nhé. Mặc dù là lực chiến của em, anh em không cần phải nâng cấp gì ạ. Là trong đấy ải nó cũng tự động nâng cấp cho anh em luôn rồi. Hay phết. 942k. À, lực chiến của mình là 1198k rồi đây này. Bỏ lên kiếm thêm một em bậc S nữa. Liên quan đến phòng thủ ạ. Lại nâng cấp lên thì nó sẽ lên được khoảng gần 2000. Rồi. Usta. Đau. Uầy, đau nhở. Chu Trúc Thanh là một trong những sát thủ mình thấy sức sát thương gây ra khá gắt. Tốc độ cũng khá tốt nha. Đúng rồi. Ui. Lắc vậy. Xin đấy. À đúng rồi, nhưng mà hết thể lực rồi anh em ơi. Ôi ôi, vợ mình vào mua full thể lực để đi càn quét ạ. Để nâng cấp cái phẩm kia ạ. Mình thì chắc chắn là mình sẽ để dành. Nếu là mình thì mình sẽ để dành để đi vận ải ưu tiên trước. Bà đấy vào càn quét hết rồi. Giờ này thì còn gì đâu mà khóc với sầu. Thôi chắc lại phải chờ đợi sang ngày thứ hai thì chúng ta mới có thêm tài nguyên rồi. Tiêu hao xem còn gì không. Cái này là đá bồi dưỡng à. Cái này là vàng. Chìa khóa này, dùng luôn. Đây rồi. Mở luôn xem được cái gì không nào. Rồi luôn, có thêm cái bậc A cộng này. Rồi, bậc S luôn. Nhận thêm một chút đá để đi thức tỉnh. Ghép thức tỉnh này, điểm thức tỉnh xem nào. Ở đây chúng ta có thể đổi này, nhận thức tỉnh. Ok. Quá, không đủ à? Mới có một, nhìn tưởng là 10.000 điểm, vãi trưởng. Ghé qua phần tiệm xem nào. Hình như không nhầm là vợ mình trong phần tiệm này là cũng reset cũng ghê lắm rồi. Không biết là mua cái gì đấy này. Đây này, tiệm tạp hóa này. Reset khá rồi chứ. À đây, tiệm này bà chưa mua gì. Khối vàng thì thôi, vì mình nạp đây thấy cũng dư giả này. Tạo mới thử xem. Có mảnh bậc 2S thì mình sẽ mua nha. Cái này dùng để nâng cấp vật công đến hồn sư pháp công và vật công nha. Đến lam cộng 3. Thì cái này là mình đã nâng qua rồi. Nếu như mà nó liên quan đến phòng thủ á, bởi vì mình sắp lấy cái ông liên quan đến phòng thủ mà. Mà nó cho ở đây là cộng 3 thì ok. À không, cái dương kia thì 75 mảnh kia nó chỉ cho một trong hai em thôi. Đâu nhỉ? Đây. Nó sẽ chỉ cho một trong hai em là đới mộc bạch. Đây này. Hoặc là Mã Hồng Tuấn. Bắt buộc là mình phải lựa chọn rồi. Cay nhỉ. Để mình xem qua nào. Lựa chọn thì mình xem hồn sư đường tam của mình. Tăng thêm cấp đã. Tăng nhanh kỹ năng luôn. Rồi. Ok. Tức mệnh này. Đây này. Trong phần tức mệnh như này anh em này. Ở đây là... Đây. Cần ông này là một. Tiếp theo là cần ông này. Thái thản. Ngưu cao. Wow. Đây là kiếm đạo trần tâm. Hơi căng nhờ. Ui toàn duyên khó vậy. Căng đét đèn đẹp thế. Rồi luôn. Chuyển qua Chu Trúc Thanh vậy. Chu Trúc Thanh thì mình thấy hình như là dễ kích duyên hơn. Đấy, có em Tiểu Vũ này. Đới một bạch nữa này. Thôi cả năng rồi, lấy đới một bạch rồi. Ui, hợp lý, lấy đới một bạch. Đới một bạch là hợp lý anh em ạ. Bởi vì là có đường tam rồi, mình lấy thêm đới một bạch. Xong chuẩn bị lấy thêm Thiên Thanh Long Ngưu Thiên nữa là hợp lý luôn. Là đủ kích duyên, sinh lực 15%, pháp phòng 15%. Wow, được có ló. Rồi. Thế là mình biết phải lấy ai rồi anh em ơi. Đới một bạch mà phang thôi. Nhận nhanh. Ôi thôi chết. Chưa nhận này.
Ui mình xin có 60 cái thể lực luôn ạ. Được quá nhờ. Thế tiếp tục là cắm mặt đi vượt phó bản thôi anh em. Đây rồi. Giật luôn, giật luôn. Ghê gớm quá. Mình thấy là việc nâng tướng 2S dùng phôi tướng bậc S thôi. Thế cho nên là nâng cấp nó rất là nhanh và yêu lực nó cũng tăng lên cực kỳ nhiều nha. Đó, mình hoàn toàn là có thể né mấy cái này đi, tránh cho trường hợp là tướng của mình bị mất máu, bị thọt sao nha anh em. Nếu như em có thời gian mà ngồi cằn đây thì nó sẽ hợp lý hơn. Đi vượt ải sẽ được 3 sao mà không cần phải đánh lại nhiều. Hơi lag cày quá. Kéo mai phải dùng điện thoại chơi thôi, quay video cho anh em xem cho đỡ bực mình. À xì bà. Rồi. Múc nó đi. Wow. Nâng một con bậc S lực chiến tăng nhanh hơn là anh em nâng 5 con bậc à nhầm. Nâng một con bậc 2S lực chiến nó tăng còn nhanh hơn là anh em nâng 5 con tướng bậc S anh em nhá. Thề. Cú vãi cả trưởng luôn ấy. Nhìn chung là tướng bậc S trong này phế lắm. Thế cho nên nếu như anh em nào mà là cái chay nhá, cái chay mà không nạp nhá, thuần cái chay luôn, không nạp một đồng nào thì mình khuyên anh em mà tạo nhiều ác vào. Giống như mình đấy, mình cứ tưởng là không chiêu mộ được ra tướng bậc 2S, nhưng mà ngày hôm nay mình chiêu mộ ra được một con tướng bậc 2S thì mình cũng có niềm tin hơn rồi. Nên là mình khuyên anh em là tạo nhiều ác đi, bắt đầu trải nghiệm. Nếu như mà ở thời điểm đầu đi vượt ải được khoảng 5-6 chục cái vé đấy rồi, lao vào chiêu mộ ra tướng bậc 2S thì chơi. Còn nếu không chơi tướng bậc S thì các anh em luôn khổ vãi nổi. Khó lắm, không vượt được đâu. Thế hoặc nếu không anh em mình chấp nhận là xếp hạng toàn 700-800 này. Đấy, hôm qua mình thấy quả cái chày thốn vãi ở trưởng luôn mà mất thời gian nữa. Ok, thì ngày hôm nay tiếp tục là xả vé chiêu mộ cũng như là đi vượt ải bằng đường Tam và Chu Trúc Thanh thôi anh em ạ. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm series Võ Hồn Đại Lục của VNG nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.